会摸。Hiếu các em bảo anh tư cách cẩn thận rồi nhé. Ok Hiếu ơi. Anh kia là cao rồi.
Bằng đây ở thế lúc nào nhậu thì nhé. Ok thế ơi, nhất trí thế. Anh nhà mình kéo hai lần đấy thôi nhỉ. Duy Anh chào thầy ạ. Em chào Duy Anh nhá. Em vào đây bắt đầu làm một tuần rồi. Em vào đây thì được bắt đầu công tiết. À đâu hết tiết. Em làm hết cái tháng dương và tháng âm ở bên kia. Em hỏi những người 7 của làm không? Làm hay chưa? Còn tay bằng là hôm em xuống quá hơn mới của thầy, em vừa xuống tới nơi thì mọi người về ạ. Hôm đấy anh ấy cũng xíu việc thôi rồi. Em không điện trước không đây. Em với Tuấn đó anh rồi. Còn là em vừa xuống nơi tập trung anh em mình. Đang ở gà là tê. Hạ trường cho thầy. Anh chào trường nhé. Duy Anh bảo là mấy hôm nữa em sẽ qua thầy nhé. Ok, mở xong hàng Duy Anh. Hoàng Tây bảo là dạ em đang ở cửa hàng thầy ạ. Em đang bị F0 mấy hôm nay rồi, chát quá. Không sao thôi ạ, F0 giờ nó sẽ thành nhiều trào lưu rồi ạ. Nó xu hướng rồi. F0 vẫn đi làm bình thường. Không sốt, không mệt, không cần nghỉ thì vẫn đi làm bình thường. Như là công ty thì nó cũng chả có gì. Vâng. Chỉ vừa F0 xong được gần tuần. F0 giờ cũng nhẹ rồi chẳng nhỉ. Thank you.
đi bình thường sao không nghe tiếng gì thì nhỉ? Thầy chào Mạnh Cường như thế ơi. Anh chào Mạnh Cường nhá. Ủa sao đây không có tới có tiếng á? Nghe mỏng quá. Thank you.
mọi người kết thúc video ạ. Chào mọi người nhá, hẹn mọi người ở cái video sau của anh nhá.